Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn một bức tranh, đó chính là logo của Mercedes. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay của mình nhé. Và mình sử dụng màu đỏ để tô màu cho cái vòng viền, cái phòng vòng bên trong này của cái logo nhé. Mài chuối.
Và bức tranh tô logo here của Mercedes của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.